Hello, xin chào các bạn. Là mình đây, tít tít của các bạn đây. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi ngắm mấy núi cát. Ồ, nhiều quá. Ồ, cái gì đây nhỉ? Sao ở vườn cát này lại có nhiều con thú thế này? Wow. Nhiều quá các bạn ơi. Nhiều quá. Bây giờ mình sẽ lấy từng con lên cho các bạn xem nhá. Wow, đây là con gì nhỉ? Một chú bọ hung các bạn ạ. Wow, một chú bọ hung này to quá. Bug. Mình sẽ để chú bọ hung sang bên này nha các bạn nha. Đây có cái sọt này, cho chú vào đây luôn. Tiếp theo nào, nhiều lắm các bạn ạ. Chú gì đây nhỉ? Một chú ngựa vằn các bạn thấy không, một chú ngựa vằn luôn. Wow, zebra. Mình sẽ để chú ngựa vằn sang bên này nha. Tiếp theo nào các bạn ơi. Chú gì màu xanh xanh đây nhỉ? Wow, một chú khủng long luôn. Bạn thấy không, một chú khủng long màu xanh, chú khủng long bạo chúa. Wow, Tyrannosaurus. Mình để chú vào đây. Được 3 chú rồi. Tiếp tục nào các bạn ơi. Chú gì mà màu hồng đây? Một chú lợn. Một chú lợn mẹ luôn. Rất là nhiều bầu sữa các bạn ạ. Pig. Mình lại để chú lợn ấy vào đây luôn các bạn ạ. Được 4 chú rồi đấy. Tiếp tục nào các bạn ơi. Nhiều quá. Chú gì đây nhỉ? Một chú chó. Dog. Đẹp quá. Mình lại để chú chó ấy vào đây. Tiếp tục vào các bạn ơi. Chú gì đây nhỉ? Chú gì lắp ở đây? Một chú ong. B. Các bạn thấy không? Một chú ong luôn. Đẹp quá. Wow, mình để chú ong vào đây các bạn ơi. Tiếp tục nào. Vẫn còn nhiều lắm. Cái chú gì lấp đây nhỉ? Wow, lấp kỹ quá. Wow, một chú châu chấu màu xanh. Grasshopper. Đẹp không các bạn ơi? Một chú châu chấu luôn. Mình sẽ để chú vào đây. Tiếp tục nào các bạn ơi. Còn nhiều lắm các bạn ạ. Chú gì đây? Sao lại lấp kỹ thế này? Wow, chú hiêu. Chú hiêu có cặp sừng rất là đẹp. Deer. Mình đã để chú ấy vào sọt này luôn. Tiếp tục là các bạn ơi. Chú gì màu xanh lét thế này?
Wow. Wow, khổng lồ xanh các bạn ạ. Một chú khổng lồ xanh luôn. Oh, giờ mình sẽ để chú vào đây luôn. Đó. Tiếp theo nào, chú gì đây? Wow. Wow, chú sư tử. Tiếp theo nào, chú gì mà đen xì thế này, to lù lù một đống này các bạn ơi. Mình sẽ đem đây là chú gì nhá. Ồ, các bạn đoán xem đây là chú gì. Wow, một chú King Kong các bạn ạ. Kinh khủng quá, to quá, các bạn nhìn thấy không? Wow, tuyệt vời quá, một chú King Kong luôn. Wow. Oh, chú này to quá, sẽ để đây thì hết mất chỗ. Mình sẽ để chú ấy nằm bên cạnh. Tiếp theo là các bạn ơi. Oh, chú gì đây? Oh, một chú gà trống. Để chú gà trống vào đây. Oh, vẫn còn nhiều, rất nhiều các bạn ạ, nhiều quá. Tiếp tục nha, mình cũng tiếp tục nha. Mình sẽ lấy chú gì đây? Oh, một chú ong nữa các bạn ạ. Wow. Oh, mình sẽ để chú ong vào đây. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Tiếp theo nào, chú gì đây? Wow, các bạn đoán xem. Một chú voi các bạn ạ. Wow, chú voi con ở bản đôn. Elephant. Mình sẽ để chú voi sang bên này luôn. Đó. Tiếp tục là các bạn ơi. Wow. Một chiếc máy bay. Ô, chiếc máy bay cũng hạ cánh ở đây luôn các bạn ạ. Wow. Wow. Ô, mình sẽ để chiếc máy bay sang bên này. Ồ, sắp đầy cái sọt này rồi các bạn ạ. Chú gì đây, chú gì đây? Wow, một chú hổ, chú sơn lâm luôn các bạn ạ. Tiger. Tuyệt vời quá, mình sẽ để chú hổ sang đây luôn. Đó. Tiếp theo là các bạn ơi. Chú gì mà lấp kỹ thế này? Wow, một chú cua. Các bạn ơi, một chú cua luôn. Wow. Đó, sẽ để chú cua ấy sang bên này luôn. Tiếp theo nào. Oh, chú gì đây nhỉ? Wow. Wow, 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 người rơi. Ồ, một chú người rơi luôn các bạn ơi. Wow, take it easy, sweetheart. Mình sẽ để chú người rơi ở đây. Ồ, vẫn còn. Còn nhiều lắm các bạn ạ. Bạn sẽ chú này lấp ló. Mình sẽ xem đây là chú gì. Wow, một chú tê giác, rất là cứng cáp. Oh, giờ mình sẽ để chú vào đây, một cái tròn này. Oh, vẫn còn rất nhiều các bạn ạ. Wow, chú gì đây, chú gì to bự đây. Wow,
Ui, các bạn đón xem. Ui, một chú khủng long. Một chú khủng long sừng các bạn ạ. Wow, rất là to. Ui, ôi chú còn kêu nữa này. Wow, đẹp quá. Mình sẽ để chú khủng long đây, ở cạnh chú King Kong luôn. Wow. Tiếp theo các bạn ơi, chú gì đây? Wow, một chú hươu quá cổ. Một chú hươu quá cổ luôn, có chiếc cổ dài. Chú chuyên ăn những chiếc lá trên ngọn cây cao các bạn ạ. Wow. Mình sẽ để chú hươu quá cổ vào đây luôn. Wow, vẫn còn rất nhiều các bạn ạ. Wow. Chú gì đây, là chú gì đây? Ôi, chú này cổ dài thế. Wow. Một chú khủng long cổ dài các bạn ạ. Wow. Đẹp quá. Oh. Một chú khủng long cổ dài luôn. Bây giờ mình lại để chú vào đây. Nhiều quá rồi, sắp đầy sọt rồi các bạn ạ. Vẫn còn nhiều quá. Ở đây vẫn còn sót một chú này. Chú gì nhỉ? Một chú khủng long con mới nở, vẫn còn trong trứng các bạn ơi. Wow. Chú khủng long con luôn. Yeah. Mình sẽ để chú khủng long con vào đây. Tiếp theo. Wow. Chú gì đây? Chú đèn kêu nữa các bạn. Động vào chú kêu luôn. Wow, một chú cá sấu. Yeah. Các bạn thấy không, một chú cá sấu này có đuôi rất là dài. Xấu vào đây. Tiếp tục nào các bạn ơi. Gì đây? Wow. Một chiếc xe. Các bạn ạ. Một chiếc xe phóng tên lửa trong trận chiến tranh các bạn ơi. Đẹp quá. Wow. Mình sẽ để chiếc xe vào đây. Đó. Tiếp theo là các bạn ơi. Đó. Vẫn còn mấy chú nữa, sắp hết rồi các bạn ạ. Chú gì đây? Mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Wow. Chú bọ cánh cam. Yeah. Bây giờ mình sẽ để chú vào đây. Đó. Tiếp tục nào. Chú gì đây. Wow. Lại một chú bọ cam nữa các bạn ạ. Wow. Bây giờ mình sẽ để chú vào cái son này. Để áp rồi các bạn ạ. Wow, chú còn nhảy ra ngoài nữa. Tiếp theo nào. Một chú khủng long bạo chúa các bạn ạ. Wow. Chú khủng long bạo chúa màu xanh. Wow. Đẹp quá. Giờ mình sẽ để chú vào đây. Wow. Các bạn nhìn thấy chú này không? Đập kỹ không? Wow. Chú gấu trúc panda. Chú gấu trúc panda này nhỏ nhắn đáng yêu quá các bạn. Wow. Mình đã để chú gấu trúc panda vào đây luôn. Thế là đây cái chọn này rồi. Các bạn nhìn thấy không? Thế là hết rồi. Còn một chú cuối cùng này. Chú này rất đặc biệt này.
chú này gì mà to thế nhỉ? Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Wow. Wow. Wow, to quá. Wow. Wow. Các bạn nhìn thấy không? Một chú khủng long bay. Wow. Chú rất to, sải cánh rất là dài. Wow. Chú này bự quá. Tuyệt vời quá. Wow. Oh. Mình sẽ để chú khủng long bay vào đây các bạn ơi. Ở cạnh chú Goliath này. Wow. Các bạn thấy không? Hôm nay mình đi nhặt được rất nhiều luôn. Oh. Video đến đây kết thúc rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn xem thấy hay hãy like và đăng ký chia sẻ kênh giúp mình nha. Ok, tạm biệt các bạn. Bye bye.